Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Góc nhìn hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ gặp lại quý vị với chủ đề cứu hộ, cứu nạn. Thưa quý vị, cách đây hơn một năm tại Đồng Tháp, cháu bé Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi bị lọt xuống ống cọc bê tông chôn sâu tới 35 mét. Suốt từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến tối ngày 4 tháng 1 năm 2023, khoảng 350 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp, của công binh quân khu 9 đã miệt mài không ngơi nghỉ làm việc với hy vọng tiếp cận sớm nhất với cháu bé. Gần 5 ngày lo lắng và mong ngóng tin tức của gia đình bé Hạo Nam, của người dân cả nước, như đánh giá của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp lúc đó, vì là trường hợp đặc biệt đầu tiên lại thiếu những phương tiện cứu hộ cứu nạn hiện đại cùng kỹ năng cứu nạn, nên cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Vậy là điều kỳ diệu đã không đến và cũng phải vài tuần sau nữa mới đưa được thi thể bé lên để gia đình lo hậu sự. Mới hay lĩnh vực cứu nạn cứu hộ quan trọng nhường nào, vì nó luôn là sự cố bất ngờ và đòi hỏi cao về thiết bị cũng như nguồn nhân lực ứng cứu. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Tháp, cháu Thái Lý Hạo Nam, sinh năm 2012, bị rơi xuống lỗ cọc bê tông ly tâm D500 tại mối MA trụ C1MA, lỗ cọc đường kính 0,25m, độ sâu 35m, độ cao từ mặt đất xuống đầu cọc khoảng 3m. Đường kính miệng lỗ mặt đất rộng khoảng 60cm, có dạng hình phễu hình thành do quá trình máy ép cọc. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa ăn cơm. Trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã, công an huyện cùng các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường nắm tình hình vụ việc. Đồng thời, công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu nạn nhân. Chúng tôi sử dụng lực lượng chuyên nghiệp của cứu nạn, đồng thời là huy động quân sự và những lực lượng khác liên quan để mà phục vụ cho công tác cứu nạn này. Mặc dù việc cứu hộ, địa phương đã huy động các nguồn nhân lực, vật lực hiện có tại địa phương và sự hỗ trợ từ các bộ ngành và đội ngũ chuyên gia. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp, cọc đã được đóng sâu 35m trong lòng đất nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn lúc đó. Thành thử là các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, có nhiều giải pháp kỹ thuật thay đổi và có cái tham khảo ý kiến chuyên gia liên tục, nhưng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận là cái độ nén đất, cái khó khăn, cái địa chất. Do đó cái biện pháp kỹ thuật cũng phải chậm để đảm bảo chúng ta làm tới đâu thì chúng ta an toàn tới đó. Sau thời gian đầu cứu nạn cứu hộ với mục tiêu cứu sống cháu bé, rất đáng tiếc, đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, các cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong do đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tập trung toàn lực để hoàn thành việc cứu nạn đối với cháu bé. Đây là khoảng thời gian vất vả, công việc nặng nhọc, khó khăn đối với tất cả các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Dù đã cố gắng hết sức nhưng đành đầu hàng số phận. Thời điểm đó, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp như oxy liên tục được bơm vào lòng ống bê tông, sử dụng các loại thiết bị chuyên dùng để có thể nhổ trụ bê tông lên, đã huy động mọi nguồn nhân lực, vật lực hiện có, cùng sự hỗ trợ từ các bộ, ngành, đội ngũ chuyên gia. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp, ống bê tông vốn đã được đóng sâu 35m vào lòng đất sét cứng, đồng thời lại không có thiết bị đủ lớn để thực hiện công tác cứu nạn. Điều này cho thấy thiết bị, con người và kỹ năng cứu nạn cứu hộ phải thực sự chuyên nghiệp. Bởi để chạy đua với thời gian và đôi khi chỉ nhanh hay chậm, ít giây, ít phút là thành công hoặc thất bại. Nhiều nước như Nhật Bản, Nga, Mỹ, Đức, Pháp và một số nước Đông Nam Á đều giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm nhiệm. Vì vậy, việc xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là đáp ứng yêu cầu bức thiết của công tác cứu nạn cứu hộ. Và phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhằm thẩm tra dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng không ngoài mục tiêu này. Một cơ sở pháp lý chặt chẽ, không chồng chéo thì khi vận dụng mới thông suốt và hiệu quả. Trong 10 năm trở lại đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hơn 20.800 vụ việc. Hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn, sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hàng ngày như cháy, nổ, sập, đổ nhà, sạt lở đất, đá, người bị mắc kẹt, tai nạn đuối nước có tác động trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân nhưng chưa được quy định cụ thể trong văn bản luật hiện hành.
Vì vậy, cần thiết phải ban hành luật liên quan và thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh cứu nạn cứu hộ để tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng quân đội cũng như các luật khác. Bổ sung nội dung này vào và chúng ta không phân biệt được cái phạm vi điều chỉnh của cứu nạn cứu hộ mà gắn với công tác chữa cháy của các luật này với lại cái phạm vi điều chỉnh của các luật hiện hành thì nó sẽ dẫn đến sự chồng lớn. Cái sự cố những cái tai nạn ban đầu thì là cái giải quyết của các cái cấp các ngành. Còn chỉ khi nào ở đến những cái cấp độ mà trong cái luật phòng thủ dân sự quy định cần phải xử lý theo những cái cấp độ đấy thì chúng ta với áp dụng trong cái luật phòng thủ dân sự. Đại diện cơ quan soạn thảo khẳng định, dự thảo đã luật hóa các quy định từ Nghị định 83 năm 2017 về công tác cứu nạn, cứu hộ nên không có sự chồng lấn. Chúng tôi đã tổng kết cái Nghị định 83 này và đã có cái sự thống nhất rất là cao với ban soạn thảo luật phòng thủ dân sự của Bộ Quốc phòng. 9 cái trường hợp được quy định trong Nghị định 83 này là không thuộc vào các cái phần của phòng thủ dân sự, là cấp độ thấp hơn, rất rõ ràng, chứ không có cái gì mơ hồ, không có gì trồng lấn, không có cái gì xúc đột. Hoạt động cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có tác động trực tiếp làm hạn chế quyền con người, quyền công dân như thực hiện các biện pháp y tế tác động đến người bị nạn, buộc phải phá dỡ nhà, công trình, phương tiện hay chướng ngại vật để mở lối tiếp cận, lối thoát nạn. Vậy có bị truy trách nhiệm hay không và sẽ tác động gì đến tâm lý và hành động của những người đang thực hiện cứu nạn cứu hộ? Phải quán triệt một quan điểm là một việc đó nhiều người làm, nhưng đương nhiên có một người chịu trách nhiệm và một người chỉ huy. Đây là cái mà chúng ta cần phải nghiên cứu để thiết kế trong luật này cho nó làm sao để cho nó không có chồng chéo lẫn nhau. Cho nên cái phạm vi này rất quan trọng đó. Nên tôi đề nghị ban soạn thảo các đồng chí đầu tư thật nhiều công sức xử lý cho được cái phạm vi này. Bộ Công an đã từng nhận định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện hành còn mang tính nguyên tắc chung chung, chưa có tính khả thi cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, cũng chưa có quy định nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác đầu tư cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đáng tiếc là mới chỉ thảo luận bước đầu để xây dựng những điều khoản sao cho không bị chồng chéo với các những luật khác. Tất nhiên chưa thể bàn được về đầu tư thiết bị hiện đại và chuyên ngành, cũng như đào tạo lực lượng chuyên ngành, kỹ năng cao về cứu nạn cứu hộ được. Mà luật phòng cháy chữa cháy 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2013 mới chỉ có hoạt động phòng cháy chữa cháy nhưng chưa đề cập gì đến công tác cứu nạn cứu hộ. Đồng thời các luật hiện hành mới chỉ có quy định về hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố do tai nạn hay do thiên tai thảm họa quy mô lớn, hoặc là cứu nạn cứu hộ chuyên ngành đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng không dân dụng, lĩnh vực phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự, năng lượng nguyên tử, hóa chất, môi trường. Còn hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn, sự cố thông thường ở đời sống hàng ngày mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang thực hiện, như sự cố, tai nạn cháy nổ, sập, đổ nhà, sạt lở đất đá, có người bị mắc kẹt, tai nạn đuối nước và những sự cố tai nạn thông thường khác, thì lại chưa được quy định cụ thể ở luật phòng cháy chữa cháy mà mới quy định ở Nghị định 83. Như vậy cũng chưa thể bảo đảm cơ sở pháp lý để lực lượng phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt được nhiệm vụ. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, nguyên Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an sẽ phân tích thêm qua phần kết nối điện thoại sau đây. Thưa Thiếu tướng, cứu nạn cứu hộ mới quy định ở Nghị định 83 và chưa quy định ở luật thì liệu có muộn và khó thực hiện với những tình huống hàng ngày hiện nay hay không? Trước đây thì nó nhiều các cái đơn vị tham gia lắm, nhiều bộ ngành tham gia lắm, quân đội cũng tham gia trong cái phạm vi là thảm họa này, thế rồi kể cả giao thông vận tải này, nhiều bộ lắm, tham gia lắm. Thế nên nó có cái 83 thì nó cũng có phân định gì đấy. Đấy, từng chức năng của từng cái bộ ngành một thì anh cho rằng là nó phải từng bước như thế. Và đến bây giờ thì do cái tình hình cứu nạn cứu hộ nó cũng phức tạp, do cái tai nạn sự cố nó cũng rất là tiềm ẩn, mà bây giờ nó cái số vụ nó cũng tăng cao rồi. Đấy, cho nên là nó muốn rằng là để cho nó rạch ròi ra, để cho nó có một cái đơn vị chủ trì cái này nó cao hơn, thì đến lúc này thì vẫn không có vấn đề gì cả. Cái quan trọng là mình kịp thời trong để mà đáp ứng cái tình hình mới thì thôi. Trước đây thì cũng đã có đề cập đấy. Đấy, nhưng mà nó phải từng bước một, bởi vì là cái mô hình tổ chức của mình rồi cái chức năng nhiệm vụ thì lúc đó thì nó còn phân tán nhiều quá, nhiều đơn vị tham gia cùng làm cái việc đấy. Vâng, việc xây dựng luật sẽ tác động gì đến hoạt động cứu nạn cứu hộ này, thưa Thiếu tướng?
Cái này thì đấy thì mình cho rằng là đấy thì mình phần cần đấy có một cái đơn vị mà nó phải đấy cái việc cái phân công nhiệm vụ nó rõ ràng hơn mà nó mạnh chặt hơn. Thì trong 83 nó cũng rõ những cái mà nó thuộc về những cái thường nhật, những cái hàng ngày ấy thì giao cho các cái đơn vị của lực lượng bên tiền lớn mang tính chất thảm họa thì có sự cộng tác để phối hợp. Thế chứ còn bình thường thì cũng có thể là phối hợp các cái đơn vị với nhau thì nó có cái quy chế cả rồi, luật thì nó sẽ tốt hơn đấy. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh. Đầu tiên là phải có hành lang pháp lý để hoạt động. Năm 2017 mới có Nghị định 83 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thực chất bây giờ mới đưa nội dung cứu nạn cứu hộ vào luật thì cũng khá muộn. Nhưng muộn còn hơn không, vì nếu không có luật sẽ không có căn cứ quy chuẩn để đầu tư thiết bị hiện đại và con người sẽ thực hiện cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp như các nước. Khi có sự cố hay thảm họa lại lúng túng không xử lý và chưa chắc đã hiệu quả cao. Người xưa nói, quân cốt tinh không cốt đa vẫn đầy ý nghĩa. Người ứng cứu nhiều nhưng không có kỹ năng và cũng không có thiết bị hiện đại để xử lý sự cố thì cũng đành bất lực đứng nhìn. Như sự cố đau lòng với bé Hào Nam, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, sau 21 ngày, công tác cứu hộ thi thể bé đã hoàn tất với sự phối hợp của lực lượng chuyên môn cùng các nhóm chuyên gia, cơ quan bộ ngành. Quá nhiều yếu tố bất lợi như địa chất, thiết bị phải điều động từ nơi xa đến, việc thiếu kinh nghiệm và nhân lực đã khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn kéo dài. Những hạn chế này đã làm giảm hiệu quả cứu nạn, cứu hộ. Vậy nên, không chần chừ nữa để xây dựng thành luật. Và đến đây, chúng tôi cũng xin được kết thúc góc nhìn hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.